Chốt khủng đây. Mười hang, mười hang. Úi dồi ôi. Rồi, có biến rồi, có biến rồi. Đây. Vâng, lời đầu tiên Trâm Bông xin gửi lời chúc tới cô dì chú bác, anh chị em và bạn bè trên mọi miền. Một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thì hôm qua mình có đi đặt một bẫy chuột rừng các bạn ạ. Mình đặt dọc theo con suối này. Đây, ở đằng sau là có con thác rất đẹp. Cũng lâu rồi mình không làm clip đi bẫy chuột rừng. Thế chiều hôm qua mình cũng đi đặt 20 cái các bạn ạ. Thì muốn có clip để cho các bạn xem giải trí. Rồi, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi thăm những cái bẫy chuột. Không biết hôm nay có trúng chuột khủng không? Có được nhiều thành quả không? Rồi, ok. Đây, cái này là cái đầu tiên các bạn ạ. Mời hàng, chưa có gì. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi thăm những cái bẫy khác nhé các bạn nhé. Rồi, ok các bạn ạ. Đây, chuột khủng đây. Mười hang, mười hang. Cái thứ nhất là món. Cái thứ hai đây. Chuột đây. Ngon chưa? Ê, chuột này ngực trắng này. Đuôi rất dài nhá. Đây, đuôi dài lắm. Đã có miếng thịt rồi các bạn ạ. Chuột này ăn rất ngon nhá. Bây giờ mình gỡ xong rồi, chúng ta lại tiếp tục đi thăm những cái khác nhé. Đây. Quá ngon. Con này tầm khoảng 3 lạng các bạn ạ. Tầm 3 lạng. Bụng trắng, đuôi dài. Đấy, chuột này rất là ngon nhé các bạn nhé. Đây một cái mình đặt ở trong kia nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta đi thăm nhé. Wow, chuột khủng các bạn ạ. Đây lại tiếp tục em khủng nữa rồi. Ok, tuyệt vời chưa. Đây, hôm nay mình đi thăm muộn các bạn ạ. Mình đặt từ chiều hôm qua xong rồi. Sáng nay mình có việc ấy thì 9 giờ, bây giờ tầm 9 giờ rồi, mình đi thăm. Đây, bụng nó phình ra rồi các bạn ạ. Úi dồi ôi, đã chưa? Đây, toàn chuột khủng. Ok. Rồi, các bạn nào thấy thích video của mình, các bạn cho mình xin một lần like, một lần đăng ký để ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục, còn rất nhiều nữa các bạn ạ. Rồi, hôm nay săn được nhiều hàng khủng rồi. Con này là con thứ hai. Toàn con khủng.
Đây, chuột đây. Tuyệt vời. Đã chưa? Rồi, bây giờ mình gỡ nhé các bạn nhé. Đây, tuyệt vời chưa? Đây, đo bằng bắt tay của mình. Bắt đã luôn. Đã được 2 con rồi nhé các bạn nhé. Con chuột khủng rồi. Đây, mình vừa thấy nấm ngọc cẩu này các bạn này. Có 3 cái. Đây, nhưng mà nhìn nấm ngọc cẩu hôm nay nhìn nó lạ lắm. Rồi mình sẽ hái đi ngâm rượu nhé các bạn nhé. Đây thì ngâm rượu uống thì một người khỏe, hai người vui. Nope. Đây còn mấy cái nhỏ ở trong này này, nó mới mọc. Đây các bạn này. Lúc nãy mình quên nhổ lấy cả cục này. Mình bẻ lấy bây giờ nhìn nó xấu mất rồi. Nhổ lấy cả cục thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi ok, bây giờ chúng ta vào công việc chính thôi. Chúng ta cùng nhau đi thăm mấy chuột nhé các bạn nhé. Lúc nãy mình thăm mấy cái nhưng mà không được các bạn ạ. Những cái nào không được thì mình sẽ không quay cho các bạn xem nhé, cho đỡ mất thời gian của các bạn. Đây một cái mình đặt ở trong này, cũng không được. Đây chỗ này rất đẹp nhé các bạn nhé, nhưng mà cái móm này. Đây thấy không biết con gì nó bới lên hết này. Khu này như con lửng như thế. Đây chỗ này rất đẹp, mình sẽ đặt lại hết nhé các bạn nhé. Ngày mai mình đi thăm tiếp. Đây ở trong kia không thấy bẫy rồi các bạn ạ. Rồi có biến rồi, có biến rồi. Đây đây dưới này, đây mình nhìn qua là không thấy cái bẫy mình đặt ở trong kia cả. Đây ở trong kia nó ra, nó rơi xuống đây. Đây này các bạn này, lại khủng nữa rồi. Lại thêm một em chuột khủng. Đây, ok chưa các bạn? Con này rất dài nhá. Con này là vẫn con cái các bạn ạ. Nhưng mà rất dài. Đây các bạn này. Con trúng chuột khủng. Đấy, con thứ ba rồi các bạn ạ. Đây một cái mình đặt ở dưới kìa. Đấy. Một cái mình đặt ở đoạn ở trên này. Đây tuyệt vời. Quá ok các bạn ạ. Đã quá. Đi thăm bẫy này rất là hồi hộp nhé. Ngày hôm nay toàn hàng khủng nhé các bạn nhé. Đây ok các bạn ạ. Tuyệt vời. Đây mình đặt ở đây mấy cái nhưng mà mình đi thăm không có các bạn ạ. Đây chỗ này rất đẹp nhá. Nhưng mà không hiểu sao. Đây toàn vách đá này. Rồi chúng ta lại tiếp tục nhá. Còn mấy cái nữa. Đây mình đi qua đây thì thấy không biết là con gì nó ăn con chim này các bạn này. Đây lông nó rất là nhiều luôn. Đây này, nó ăn ở trên vách đá rất là cao nhá. Đây. Cũng không biết chim gì luôn. Đây lông đây. Rồi ok, chúng ta lại tiếp tục đi thăm bẫy chuột thôi. Rồi chúng ta thăm cái cuối cùng nhé các bạn nhé. Lúc nãy mình đi thăm mấy cái cũng không được các bạn ạ. Đây một cái cuối cùng mình đặt ở đây. Móm được các bạn ạ. Đây, cái cuối cùng đây. Rồi, ok, bây giờ chúng ta tổng kết thành quả nhé các bạn nhé. Đấy, toàn chuột khủng thôi hôm nay.
đi được ít thôi nhưng mà toàn chuột khủng. Rồi, ok các bạn ạ, đây thành quả của chúng ta ngày hôm nay đây. Tuyệt vời. Một con, hai con, ba con. Đoán chuột khủng. Chỉ được ba con khủng đấy thôi các bạn ạ. Đây, đã chưa? Đống thịt. Rồi, ok. Đây, mình chia sẻ cho các bạn xem ba con chuột khủng của mình này. Đây, quả đã luôn các bạn ạ. Đây. Con này là được đầu tiên này. Con này là con thứ hai này. Con hai to hơn. Con thứ ba này các bạn này. Đấy, hôm nay chỉ được ba con thôi. Đây, chuột đôi dài nhé các bạn nhé. Chuột này ăn rất ngon nhé. Không hôi đâu các bạn ạ. Đây, chuột đôi dài như này, bụng trắng này. Chuột đen này. Đấy. Được hai con chuột đen. Đây, ở trên mình gọi là chuột đen nhé các bạn nhé. Đây, chuột đen màu nó đen hơn. Đây, mình gọi là chuột bụng trắng các bạn ạ. Đây này, bụng nó trắng này. Đấy, đuôi nó cũng trắng này. Đấy, còn những con này đuôi nó đen hơn. Đấy. Hôm nay chỉ được ba con chuột khủng này thôi. Đấy, quá tuyệt vời. Đã quá các bạn ạ. Đây, những cái bẫy mình vừa thăm ấy thì mình vẫn đặt lại nhé các bạn nhé. Ngày mai nếu mà mình đi thăm, nếu mà có chuột thì được thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đấy, đã có thịt rồi. Đấy, đi rừng là có cái ăn ngay. Rồi, ok, các bạn nào thấy thích clip và đi bẫy chuột rừng của mình thì các bạn hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã luôn dành thời gian xem hết video của mình. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé.